Trong bài này, ta thấy có dấu nối từ nốt pha trắng sang nốt pha tròn. Ta đánh nốt pha và ngân dài 6 nhịp. Khi đánh tới nốt si, ta đánh nốt si này bằng ngón số 1. Bây giờ thầy sẽ đánh mẫu bài này. Mi nhịp, son nhịp, đô nhịp, mi nhịp, mi rê pha 2 3 4 5 6 rê nhịp pha pha si nhịp rê nhịp rê đô mi 2 3 4 5 6 mi pha son son đô nhịp mi 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 rê pha 2 3 4 5 6 rê nhịp pha pha si nhịp rê nhịp rê đô đô 2 3 4 5 6. Bây giờ thầy sẽ đánh chậm bài này. Mi nhịp son nhịp đô nhịp mi nhịp mi rê pha 2 3 4 5 6 rê nhịp pha pha si nhịp rê nhịp rê đô mi 2 3 4 5 6 mi pha son son đô nhịp mi 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 rê pha 2 3 4 5 6 rê nhịp pha pha si nhịp rê nhịp rê đô đô 2 3 4 5 6. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn hoàn chỉnh bài này.